Hello mấy cưng, chào mừng tất cả các cưng đã quay trở lại với channel của Trụy. Trụy là Vũ Lít và chào mừng tất cả các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Dragon Block C. Nói là phần tiếp theo thôi, nhưng mà thực sự là chúng ta sẽ cùng nói là nhỉ, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm Dragon Block C theo một cái hướng mới. Chúng ta có thể dò được sức mạnh của mấy con cờ hóa này. Đấy, đây là một cái số, cái thứ mới của cũ của Dragon Block C. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một thứ mới. Bây giờ mình không bay nữa rồi, bởi vì ở tập trước theo như mà mọi người ấy, thì mình đã khóa skill bay rồi. Mấy con này đánh già mình không chết. Thì nhiều bạn kêu mình quay Dragon Block C thì mình không biết quay gì, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra thứ để mình quay. Đó chính là mình phải đi tìm cái chỗ vô đại của Sên Bộ Hung để mình đánh nó, rồi sau đó là mình sẽ có một tập. Nhưng mà mình tìm mãi không thấy cái vô đại của Sên Bộ Hung. Như mọi người thấy nè, đây mình đã đi bản đồ nè, đấy mình đã chạy bay khắp nơi để mình tìm kiếm trong cái chế độ game mod 1 đấy nhá. Thì mình đã bay khắp nơi để mình tìm kiếm, nhưng mà mình không tìm kiếm ra được tọa độ của Sên Bộ Hung. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cái seed của mình đây. Thì nếu bạn nào ấy mà muốn, bạn nào mà muốn mình làm tập tiếp theo ấy, thì các bạn hãy đưa cho mình cái chỗ của Sên Bộ Hung nhá, mình cảm ơn rất là nhiều. Đấy thì bạn nào mà đưa đây là một cái con mod mới nè. Con mod này bản 1.20 mới có nha, 1.10 chưa có đâu. Bay cao thế. Khi bạn nhảy các bạn ấn thêm nút F nó bay rất cao nhá, để mình thử nhảy lần nữa nào. Đấy, nhảy ấn thêm nút F nó bay sẽ bay rất cao, bay không, như không bay hành tinh Namek đâu. Nó chỉ bay cao thôi. Mà mình có một tin vui các bạn này, mình sẽ post cái video này lúc 10 giờ 11 12 giờ gì ấy. Xong rồi nếu mà tập này trước 5 giờ mà đạt được 4.000 like, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo nhá. Của One Piece hoặc là Dragon Block C cũng được, nhưng mà với điều kiện, nếu mà làm Dragon Block C ấy, thì với điều kiện là các bạn sẽ như kiểu là tìm cho mình một cái chỗ của con Sên Bộ Hung ấy để mình tới mình phật nó đấy. Thì nó như vậy, nó sẽ có một tập mới. Các bạn hiểu không? Rồi thì ở tập này á, mình vẫn chưa nghĩ ra cái gì hay ho hơn cái việc là đi đến cái chỗ thế giới Ender để farm con rồng. Vì thế tập này mình sẽ đi farm con rồng, nhưng mà trước khi đi farm con rồng thì mình chạy vòng vòng và tâm sự với anh em. Đấy, chứ bây giờ mình vào farm con rồng ngay thì nó nhanh hết lắm. Thì mình nói trước với các bạn là dạo ở đây là mình không có làm Minecraft nhiều. Có nghĩa là lúc mà mình làm Minecraft là chỉ làm vào những cái ngày mà thứ bảy và chủ nhật thôi nhá. Còn ngày bình thường là mình không làm đâu. Có rất là nhiều bạn hỏi ấy, thì tại sao không làm Minecraft ấy, thì mình không tiện trả lời hết đấy. Mới là đánh mình không đầu à? Thì nói chung là mình không tiện trả lời hết. Thì trên cái inbox trên Facebook ấy, thì rất là nhiều bạn hỏi là sao không làm Minecraft. Thì bây giờ mình xin trả lời trong video này dành cho những bạn nào mà xem đấy, để ý xem thì sẽ biết. Thì có nghĩa là mình sẽ không làm Minecraft vào những ngày bình thường. Những ngày bình thường là mình sẽ quay những cái game bựa đấy, bựa nhân Vũ Lít. Mình vừa đi vừa dò ngọc rồng thôi nhá. Mình sẽ quay những cái video bựa, chứ mình không có như kiểu là quay Minecraft vào những ngày bình thường. Đấy, những ngày bình thường là những ngày chơi video bựa. Và mình cũng sắp thi rồi. Vì thế mà nếu mà mình có mà không ra video vào ngày nào đấy, mấy ngày liên tục ấy, thì các bạn thì chắc là mình sẽ có một cái video để mình thông báo ấy, là mình sẽ nghỉ quay trong vòng vài ngày, rồi sau đó mình sẽ quay lại. Thực sự đấy là mình ôn thi thì mình cũng cần bỏ ra 3-4 ngày thôi, bởi vì thực sự là mình cũng có biết như kiểu là cũng đã học qua rồi, thì bây giờ mình chỉ ôn lại kiểu vậy thôi, cho nên là nó không cần thiết lắm. Thi đại học nó cũng nghe với bạn mình nó thi rồi, nó kêu nó dễ, mình phải trả nợ môn cho nên mình thi sau, nhưng nó nhục vôn, nhưng nó ra trường hết rồi mình còn ở trường vôn, do phải mình phải lại trả nợ môn đó nha, bởi vì mình học dốt quá đậu phộng. Vì thế nhiều bạn cứ hỏi là có nên theo nghề gaming hay không. Mình nghĩ là không, là bởi vì người khác không biết, nhưng mình học dốt vãi lều, chơi game nhiều quá học dốt đấy. Mọi người chơi game điều độ ấy nhờ, đừng có nói mẹ cha gì đấy, mẹ ơi đấy, nói vậy là chơi game mà linh tinh quá, là chơi game nhiều quá là nó bị học dốt đấy. Cho nên là tiếng gì ấy nhở, the fuck, có gì hot, nghe gì không anh em? Đấy thì nếu mà anh em nào mà muốn trở thành gaming ấy, thì mình nghĩ là sau khi học xong hãy làm nhá. Chưa giờ mà chơi game nhiều là học dốt đấy.
chơi game là quay quay đều đều như mình học dốt luôn, mỗi ngày quay 2-3 video đấy, là không có thời gian để học hành, không có thời gian học hành là tất nhiên là dốt rồi đúng không? Vì thế mà nói chung ấy, là làm hay làm bác sĩ hay kỹ sư thì nó vẫn sướng hơn làm gaming nhiều thật. Gaming thì cái nghề này nó cực kỳ là bèo con ngựa nó bọt luôn, hiểu không? Mình chỉ như kiểu là có thời ở trong vòng một một năm 2 năm, sau đó cũng sẽ bị hết thời, rồi sau đó là lúc ấy mới bắt đầu đi xin việc thì như kiểu là không có bằng cấp gì đấy đấy, thì cho nên xin việc rất là khó. Vì thế mà mình đang cố gắng học hoàn thành học đại học, rồi sau đó là mình sẽ làm game, đến khi nào mình hết thời rồi mình sẽ đi xin việc. Nó cái kiểu như vậy đó, làm game mình chắc là chỉ để dành cho mấy người làm việc thôi, mình nghĩ vậy. Và mình lười làm việc vồn ra cho nên mình mới làm game. Nhưng mà làm game nó không đủ, không thực sự là một cái công việc có thể nuôi sống bản thân cũng như là gia đình. Vì thế mà nếu bạn làm thầy giáo hay là cái gì ấy, bạn làm mấy công việc nhà nước ấy, thì bạn có lương, nó như kiểu là lương nó đều đặn và nó thoải mái hơn, làm công ty nó cũng thoải mái hơn, kiểu vậy, là nó có lương đều ấy. Còn cái này ấy, nếu mà ít người xem thì sẽ được ít tiền, còn nhiều người xem sẽ được nhiều tiền đấy. Vì thế mà mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà muốn như kiểu là có một cái nghề ổn định ấy thì nên muốn là tương lai tươi sáng thì nên đừng đừng có làm gaming đấy, theo theo ý mình thôi nhá. Mình sẽ sử dụng Q này, sao chiêu của Karlin này, Kin Run đấy, chết luôn. Chơi ra phát lâu quá không chơi trò này, bây giờ thì không nhớ nút. Một, tóc đẹp vãi. Hai, ba, cấp ba to vãi, tóc dài đúng không đấy, đúng chất chưa đấy. Rồi bắt đầu tiếp tục tâm sự nào, mình phải tập bài vì tâm sự nó dài dài. Các bạn biết là nếu như các bạn mà bạn nào ấy, bởi vì dạo ở đây có rất là nhiều bạn hỏi mình quay bằng phần mềm gì ấy, hay là làm như thế nào ấy. Nếu mà mình nghĩ các bạn làm cho vui thôi thì được, chứ làm với mục đích để như kiểu là chuyên tâm mà học biến nó một thành công một cái công việc ấy, thì mình nghĩ là không nên nhá. Nếu như các bạn mà mụ làm cho vui ấy, thì các bạn có thể như kiểu là tơi tơi đấy, làm tơi tơi, làm cho bạn bè xem đấy, bạn bè xem các kiểu, gia đình xem, thầy cô trừ điểm ấy, đừng cho thầy cô xem nhá đấy. Thì nói chung á, làm ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là quay bằng những phần mềm gì này. Mình nói rất nhiều những buổi stream rồi nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ không như kiểu là có thời gian để xem ấy. Thì đây là phần mềm quay của mình nha đấy. Đây là phần mềm quay nhá, còn đây đây là phần mềm để mà như kiểu là chỉnh sửa video. Mà nếu mà các bạn muốn tìm hiểu rõ ràng hơn ấy thì mình nghĩ là các bạn nên phải nói như nào nhỉ, nên nên tìm hiểu ở trên Google ấy, chứ tìm hiểu mình nó không có rõ đâu. Chứ nếu các bạn tìm hiểu trên Google thì như kiểu là nó sẽ như kiểu là bạn sẽ biết 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 là biết hẳn luôn, còn không biết thì không biết luôn đấy. Còn mình chỉ nó mơ hồ lắm, bởi vì mình cũng không có nhiều thời gian để mình chỉ. Mình thấy là một ngày mình quay mấy video thì thời gian đó mình chỉ mình còn đang ôn thi nữa. Nhiều bạn cứ như kiểu là một đấy là gọi điện thoại ở trên Facebook này, hai là mời chơi game ở trên Facebook này, ba là xong rồi cứ anh ơi trên Facebook, mình ghét ghê luôn. Và thậm chí là mình ghét mấy người comment một comment hai, like một like hai luôn, thể loại đấy là ghét ở trên YouTube, là ghét nhất ở trên YouTube. Còn cái mấy cái ông mà cứ anh ơi ở trên Facebook là ghét ghê. Nếu mà bạn nào có gì muốn hỏi ấy, thì cứ hỏi thẳng vào luôn nha đấy. Thì mình thấy cái này càng ngày càng giống cái kiểu góc tâm sự rồi đấy. Cái tập này giống cái tập tâm sự với anh em rồi đấy. Thì rất nhiều bạn nói là cái fan Vũ Lít thế này, fan Vũ Lít thế kia ấy, thì mình đã nói đi lại bao nhiêu lần rồi, mình không coi các bạn là fan của mình đâu. Ông nghe chưa? Tôi không có coi ông nào là fan của tôi đâu. Chúng ta là những người bạn. Mình không coi là fan hết. Ai cũng như ai thôi, các bạn đừng có như kiểu là quá như kiểu là coi trọng mình là gì. Thực sự là mình cũng chỉ là một cái thằng sinh viên nghèo quay game cho các bạn xem thôi. Mình nổi bật hơn một tí là mình như kiểu làm cho nhiều người xem hơn một chút thôi, chứ thực sự là mình cũng chỉ là một con người bình thường, thậm chí là mình nghèo hơn các bạn rất là nhiều. Mình chỉ là một thằng sinh viên nghèo thôi. Hôm nào cũng ăn mì tôm, các bạn còn được ăn sáng ăn bánh mì bánh biếc thì mình thì ăn mì tôm mình sống, phải đi làm thêm mấy việc để mà đi nâng cấp cái máy lên và xin donate. Và nhiều người nói donate là ăn xin. Thực sự á, là nếu mà bạn nào mà có xem stream ở trên Twitch TV á, nhiều á, thì các bạn sẽ biết là muốn đăng subscriber một cái kênh á, thì các bạn cần phải bỏ ra 4,99 đô la.
Và đối với những kênh bé nhé, còn những cái kênh lớn ấy, các bạn muốn subscriber kênh đấy ấy, thì bạn cần phải bỏ ra 6,99 đô la. Thì nước ngoài ấy, là cái gì người ta cũng quy ra tiền hết. Vì thế mà thậm chí là YouTube ấy, nước ngoài người ta cũng được hưởng lợi rất là nhiều từ cái YouTube. Vì thế mà một cái kênh YouTube mà cỡ như mình nữa đấy, ở nước ngoài là người ta có thể biến nó thành công việc và kiếm tiền được rồi. Nhưng mà mình thì không thể biến thành công việc và kiếm tiền được, bởi vì mình đang ở Việt Nam, không phải ở nước ngoài. Vì thế lượt xem cũng như là những thứ khác ấy, nó không thể nào như ở nước ngoài được. Vì thế mà mọi người cũng đừng có những cái đánh đồng Việt Nam với nước ngoài là cái gì. Bởi vì nước ngoài là người ta như kiểu là người ta ngon hơn đấy. Theo mình nghĩ là vậy. Mà bạn nghĩ thế nào cũng được, chứ mình thấy là nói chung là lượt xem ở nước ở Việt Nam như kiểu là YouTube nó mới về Việt Nam ấy, cho nên là nó không thể nào sánh với nước ngoài được. Nước ngoài nó về lâu rồi. Thì hy vọng là nếu mà cái nền YouTube Việt Nam nó phát triển ấy, thì YouTuber như bọn mình ấy nó cũng sẽ có cơ hội nhiều hơn đấy, có nhiều những cái cơ hội để kiếm như kiểu là tiền bạc và kia nhiều hơn. Thì nếu như mà mình nghĩ là nếu như mà có cái YouTube Việt Nam nó phát triển ấy, thì bọn mình là những cái như kiểu là thế hệ như kiểu là phải nói như nào nhỉ, không, mình chỉ là thuộc dạng mà F2 thôi. Các bạn hiểu F1, F2 không? F1 là những người đi đầu á, và F2 là những người đi sau những người F1. Thì mình nghĩ là đời đầu chắc là có BH Gaming này, Lực Game Việt này, Chôn Gamer Level Max, Hiểu Béo, đấy là những cái thế hệ F1 của nền gaming Việt Nam ấy. Còn mình nghĩ là cỡ như bọn mình ấy thì cũng chỉ là thế hệ F2 thôi. Bọn mình có may mắn là có được nhiều súp hơn họ một chút, nhưng mà nói chung là về kinh nghiệm hay là về như kiểu là những cái thứ liên quan ấy, thì bọn mình không thể bằng họ được, bởi vì họ có kinh nghiệm rất là nhiều về cái vấn đề mà làm game đấy. Nhưng mà nếu như bọn mình cũng như kiểu là thuộc cái nếu như bọn mình mà nếu mà YouTube phát triển ấy, thì mình nghĩ là bọn mình sẽ là người rất là vui mừng, bởi vì cũng có một phần đưa gaming của Việt Nam nó đi lên đấy. Mình nghĩ là mừng thôi, chứ nếu mà mình chả biết nói sao nữa, nhưng mà nói chung là rất là vui nếu mà gaming Việt Nam nó phát triển ấy, và chúng ta có thể kiếm tiền từ YouTube nhờ việc chơi game đấy. Nó giống như một cái game thủ chuyên nghiệp nhỉ, thì hay biết mấy. Nhưng mà mình nghĩ là cần donate ấy, bởi vì một tháng kiếm không được bao nhiêu đâu. Nếu mà mình nói ra, mình đã nói rất là nhiều cái vấn đề về lương lậu ở trên YouTube, ở trên những cái buổi mình stream rồi, chắc là nhiều bạn nào xem stream nhiều cũng biết. Mình không tiện nói ra đây thì nó vi phạm cái gì thì mình mất mỡ kênh mất. Đấy, vì thế mà mình không tiện nói ở đây nhá. Đấy thì nói chung là tâm sự vậy đủ rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu vào quẩy con rồng nào. Nếu mà quẩy con rồng mà còn thời gian thì chúng ta sẽ lại tiếp tục tâm sự nhá. Đầu phòng vừa ấn vào cái nút gì cái nó ao luôn vãi. Mình ấn lại game mod 1 nhá. Vừa ấn F11 nó hiện cả cái màn hình nha vãi. Ok. Bây mình sẽ đào một cái này. Đây là cái công thức để làm cái cổng kết con ngựa thúc mà, đúng không nhỉ? 1 2 3 1 2 3 đúng không nhỉ? Mình thì không có rõ về cái này lắm đâu. Mình không có rõ về cái này lắm nhá. Nếu mà mình làm sai thì hy vọng là người thông con ngựa nó cảm, bởi vì mình không có rõ thật đấy. Được chưa nhỉ? À! What the fuck? Tôi chết rồi. Cái số 0. nhìn nó kỳ sao ấy. Lựa ăn. Theo mình thôi nhá. Chứ lỡ may sai cái thì chết. Anh em mình nghĩ là đừng nên làm theo mình kỳ thế nào ấy. Đây, 1 2 3 đúng không? 1 2 3 đúng không? Mình đang làm một cái cổng kết thúc mà mình không biết làm với có đúng không nhá. Hồi trước mình nhớ mình làm cái map gà Chicken Arena thì mình có làm một cái cổng địa ngục, mình làm theo công thức này. Không biết là đúng hay không nhá. Lâu quá mình không có làm mấy cái thể loại này rồi. Mình cũng đang tính làm một cái map mới ấy, nhưng mà không biết là có ai chơi không. Đấy. Vì thế mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ là mình có nên làm cái map mới hay không. Đâu nhỉ? Đây, chắc là đây rồi. Ủa? Mắt Ender. Khác à? What? Mắt Ender chỗ nào nhỉ? Rồi mình không có cheat nhiều cho nên mình không có biết là mấy cái thể loại Mắt Ender nằm ở chỗ nào. What? Không phải thực phẩm khác à? Khác cũng không có nè. À, khác rồi. Mắt mình giờ này vấn đề quá. 1, 2, 3.
chúng ta sẽ cùng vào để xem như kiểu là thế giới kết thúc nó sẽ như thế nào nhá. Để xem gà 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 say da với lại what? Mình làm sai điều gì à? Mình làm sai ở đâu à? The fuck? Ơ, sao không làm được nhỉ? Mình nhớ là như vậy nó sẽ ra cùng kết thúc mà ta. Từ, đợi mình tí. Thôi chết rồi, nhục rồi. Quay video mà thế này nhục mặt rồi. Hay là phải để hết như này ra? Không, mình nhớ đâu còn phải để hết đâu. Này nó ra nè. Ờ, mình thử. Rồi, sắp đổi nè. Ơ, chết. Ơ. Piu. Nó không ra nè, không hiểu lý do sao luôn. Các bạn ơi, hay là cái trò này nó không có kết thúc đâu. Từ từ, mình sẽ làm lại nào. Hình như là người ta nói là để cao hơn một ô. Mình không rõ lắm. Hay là do mình gà quá, nó không cho mình vào cái thế giới này ta. Vậy sẽ khiến cho nhiều người nghĩ mình chơi hay thì người ta sẽ thất vọng về mình. Nhưng thực sự là mình có chơi hay what the fuck bao giờ đâu mà có vọng mới kiểu thất vọng mới chả không thất vọng. Rồi. Ủa, vậy là không vào nhỉ? Vậy là no. The fuck, quay game mà thế vậy? À, tập trước là tập gà sinh tồn tập tập 6 à, đúng rồi, là lúc về nhà mình có khách cho nên mình nói khá là nhỏ. Tập này mồm mình lại to lên rồi, mình rất là xin lỗi. Hình như là phải hướng vào đây nè. Đấy. Hình như là mắt nó không phải để hướng vào ấy, nó phải có mấy con bò này đậu phộng nhà diêu. Mình nhớ để về đúng rồi ta. Nó có gì sai sai đâu nhở. Mắt Ender này đây, mình sẽ để lại nhá. Piu piu piu. Để đúng mà. Piu piu. Sao mấy con này đậu phộng nó có thích treo đây nhỉ? Chúng mày thích vào cũng kết thúc à? Piu piu. Nó không ra nè. Không hiểu lý do sao nhá. Hay là mình đi làm chỗ khác đi. Đều vãi. No, mình muốn đánh rồng mà nó không cho mình đánh rồng rồi. Ui, bài tin đây luôn. Mình sẽ đi làm một chỗ khác nha. Đều thật đấy. Cho. Đây, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Được đi trời ơi. Còn lại trời. Không được luôn. Hay mình thử đi kiếm bằng cái việc này được không nhỉ? Đéo. Mình thử chạy theo này biết đâu được á. Mà sao kỳ vậy? Bây giờ cứ chạy theo cái này à? Rồi kỳ quá. Ơ, đây nè. Không, nó ra kia thôi. Đấy, bới hết xuống đây. Thôi mình nghĩ là, thôi mình không làm nữa. Mình sẽ làm thử cái cổng địa ngục xem nào. Xem dưới địa ngục nó có gì chứ. Tạm thời thì chưa biết cái cổng kết thúc của cái Dragon Block C có gì. Nhưng mà có biết cái cổng địa ngục á. Hay là cái trò nó không có cổng kết thúc đó. Ơ, có mấy cái con mới này. Thử xem mấy con này nó mới gì nhá. Tiện thể là tìm hiểu xem. What the fuck. Tiếng gì ấy nhở? Thì là tiếng nhạc thôi mà. Salon. Ui. Ê, cái trò này. Kìa ra. Ui. What. Ui. Ê. Con này mình chưa thấy bao giờ này. Con này như con khỉ đột này. À, vậy là trò này có nhiều cái con để khám phá mà nhỉ. Con này biết rồi. Một hit chết luôn. Jacker. Vẫn là con này mà. À, vậy là cái con thì vừa nãy như là con khỉ đồ thật đấy. Mấy cái này mình biết rồi, đánh nó nhân ra này. Như cái bản trước mình chơi là nó đánh nhân ra rồi. Co gút gì nè. Vẫn là con này à. Nhưng nó chỉ có một con, nó không được nhân ra nhá. Fast time gì nè. Gì đấy. Đánh không chết này.
vãi, cái giống con kiểu con ma nó khóc á, trò kinh vãi. Su đêm. Ui mấy này ghê vãi. Và Hunter One, hình như Hunter One là con thì đồ thì vậy. À không, chỉ là cái tiếng thôi. Thì nói chung là tập này mình chưa có làm được cái gì, mình fail vãi, nhưng mà thôi kệ, cứ lể đi. Các bạn nào mà biết cái hình như là mình làm, nếu mà mình làm cái cổng điện, cái cổng kết thúc là nó sai chỗ nào, các bạn có thể nói mình biết nhá. Chứ mình cảm thấy là mình không biết là mình đang làm đúng hay làm sai nữa đấy. Đây có hai chỗ này. Chẳng lẽ mình chơi Minecraft gần nửa năm mà mình không biết cách để làm cái cổng địa ngục sao? Chẳng lẽ mình là gà vậy sao? Trời ơi là trời ơi. Nhưng không sao, mình vẫn còn có những người xem cực kỳ là pro, cho nên là họ có thể chỉ mình. À mà thôi, chắc là mình sẽ dừng lại đây nhá. Và nếu tập này đạt được 4.000 like trước 5 giờ tối, 5 giờ chiều thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Và chắc là One Piece hoặc là cái này. Và các bạn thích cái nào hơn thì các bạn hãy comment ở phía dưới. Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn vào tập sau của cái này. Tập này fail ấy nhỉ, tập này fail ghê, nhưng mà ít ra mình cũng được trò chuyện, cũng được tâm sự, cũng được dốc hết bầu tâm sự với cả các bạn, rất là vui. Hôm nay ngày chủ nhật, bye bye mọi người nhé.